qua 6 năm thực hiện triển khai đề án đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn đến 2025, Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ ngành liên quan tổ chức thực hiện bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Các chương trình khoa học công nghệ trọng điểm về công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam đã được tổ chức thực hiện với sự tham gia của các viện nghiên cứu, các trường đại học và doanh nghiệp. Kết quả thực hiện đã xác định các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm nâng cao mức độ cơ giới hóa, hiện đại hóa công nghệ của các mỏ, nâng cao hiệu quả chế biến, tận thu tối đa tài nguyên, làm cơ sở khoa học cho các doanh nghiệp, thực hiện đầu tư đổi mới áp dụng các công nghệ tiên tiến. Song song với đó, thì hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động khoáng sản đã được rà soát, sửa đổi và ban hành, giúp cho công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản ngày càng đi vào nền nếp và quy củ hơn.